Em chào anh em và anh ấy vẫn còn yêu nhau. Vẫn còn yêu nhau nghe có vẻ như là đã tè le trước đó rồi. Ok, từ đây. Nhưng vì cái lúc em lỡ lời đụng đến lòng tự trọng của ảnh, em cũng biết có lỗi và nói đỡ lại. Nhưng anh không nói gì hết, chỉ im lặng. Rồi hôm qua, rồi hôm sau đã nói chia tay với em. Em biết là ảnh vẫn yêu em. Trời hay vậy. Chia tay biết người ta vẫn yêu mình. Anh thì anh thấy ngược lại đó. Ok, nó giảm nhiều quá em. Nhưng mà để coi coi. Nhưng chỉ do bị xúc phạm. Em ơi, khi mà em nói là chỉ bị xúc phạm nhưng ảnh còn yêu em á, là nếu như nhiều lần em biết là cái xúc phạm đó là ngược lại của cái yêu, sự tổn thương là ngược lại của cái cảm xảy ra cái cảm giác yêu. Ok, sự tổn thương là ngược lại của việc xây cảm giác yêu. Do đó là khi mà em tổn thương người ta mà em nói là anh ta vẫn còn yêu em thì phải cẩn thận, là vì giống như là em đang làm một cái gì đó hư mà em nghĩ là người ta vẫn tốt. Mình làm hư mà nghĩ nó vẫn tốt, phải không? Chắc chắn là nó không tốt bằng trước khi bị hư, hiểu không? Rồi tiếp tục nè. Nhưng em biết có lỗi, sáng muốn làm lành nấu cơm rồi rủ ảnh cái này cái kia. Ủa gì kỳ vậy, gì nấu cơm em mà anh ta hẹn hò mà nấu cơm gì trời? Từ từ coi. Rồi rủ ảnh làm cái này cái kia, vậy liệu ảnh qua mọi ít thời gian liệu có thể quay lại hay không ạ? Em hiện không liên lạc phiền ảnh hay nói gì cả vì biết mình có lỗi, nhưng ảnh là một người rất tốt. Rồi nghe thấy có vẻ em đổ rồi, em thấy có lỗi và không muốn bỏ lỡ ảnh. Rồi thôi đúng rồi, tiêu rồi, xác nhận luôn, em và ảnh hợp tính nhau rồi, xong thiệt luôn rồi. Bọn em quen được vài tháng thôi ạ, à, nhưng rất vơ vơ vê vê rất, rất vui vẻ à, tưởng vân vân chứ. Khi hai đứa giận ảnh hay bỏ đi, mới có mấy tháng mà nghe có vẻ giận nhiều quá. Rồi xong sáng lại không có gì, nhưng lần này em thấy đối với mức độ quan trọng. Anh nói em rồi, hồi nãy ở trên đó anh đọc là anh thấy rồi. Khi mà em làm tổn thương một lần, hai lần, ba lần thì những lần sau là nó tổn thương hơn những lần trước. Cái cảm giác nó bị hư á. Tôi coi coi. Nhưng lần này em thấy đối với mức độ quan trọng, DV mức độ quan trọng. Và thấy ảnh rất cứng, em 21 còn ảnh 34. Anh là người rất tử tế chu đáo và em thấy bình an nhất. Trời ơi, em... mẹ ơi, em bình an nhất mà em tấn công lòng tự trọng của ảnh. Mới có mấy tháng thôi anh, em bình an rồi, em cảm giác bình an lắm. Em gần ảnh em bình an lắm mà em chỉ quất cho ảnh vài lần chơi vậy thôi. Trời ơi. Em ơi, nếu em không bình an không biết chắc thành chiến tranh thế giới lần thứ ba luôn quá. Oh my god, oh my god, oh my god, may mà bình an. Anh ấy có những biểu hiện rất nghiêm túc với chuyện tình yêu này. Với em dẫn ra mắt bạn bè, đi đâu cũng giới thiệu, rồi còn xây tổ ấm cho nhau nữa, còn dắt về nhà mẹ anh nữa. Anh cho em lời khuyên được không? Trong mối quan hệ của em nha, trong cái mối quan hệ đây nè, có ba cái là em chắc chắn đã vi phạm hai mà em làm điều này hư trong có 3 tháng thôi. Có ba cái, ok, và có thể là ba nhưng mà anh chưa xác nhận được cái kia, anh không cần biết nữa, nhưng mà hai cái đủ chết rồi. Cái nhóm thứ nhất á, là em đổ, tại vì em thấy hành động của em là đang đeo đuổi đàn ông. Mới 3 tháng mà cái tương quan là ảnh thì không có tình cảm với em nữa, anh im lặng. Một người đàn ông khi im lặng bị tổn thương mà, cho nên im lặng. Nhưng mà khi đã đi tới im lặng có nghĩa là cái tình cảm anh ta nó bị tổn thương, là không nhiều. Trước đó có nhiều hay không, bị tổn thương hay không biết, nhưng mà im lặng có nghĩa là không nhiều. Ok, mà em á thì lại là đeo đuổi níu kéo hành động của em. Điều đó nó nói lên là sao? Em không thể hiện ra, nhưng bên trong em đã có cái điều đó. Tức là thứ nhất là em đã đổ, và mới 3 tháng mà đổ thì có nghĩa là tiêu cầu MNR. Đó là cái vi phạm lớn thứ nhất, điều cốt lõi thứ nhất. Điều cốt lõi thứ hai là trong một mối quan hệ, cái kỵ là cái tổn thương. Tổn thương ngược lại với cảm giác yêu. Tổn thương là nó tạo ra cortisol, tổn thương là nó làm tuột testosterone, tổn thương là nó làm hư những cái đó. Mà cái cảm giác yêu nó cần cái điều ngược lại, nó cần cái testosterone nó phải lên, cái dopamine phải lên. Mà tổn thương là dopamine nó cụp xuống như là chó mà bị đánh đuôi cụp lại vậy nè đó. Rồi cái testosterone cụp xuống, tổn thương chính là chính xác vào cái testosterone người đàn ông, cảm giác là mình bị coi thường. Và cái đó là cái nhóm thứ hai, là nhóm tổn thương. Thì trong ba nhóm mà để làm hư em làm hai cái thì trong mới 3 tháng. Ở trong em anh thấy là em có cái sự bất an. Ở trong em á, con người em có một cái gì đó mà em nói là em bình an nhất mà em lại tạo sự tổn thương mạnh, có vẻ như nhiều lần chứ không phải một lần, trong có 3 tháng là tới anh ta im lặng như vậy. Thì em ơi, cái ở đây nó có những cái lớn cho em. Thứ nhất là em cần phải thay đổi cái phiên bản của mình ở trong cái phần em gọi là bình an đó. May mà bình an rồi đó, okay. Nó có cái gì đó như không ổn ở trong tâm hồn đó.
mình luôn bất an, lo lắng, sợ hãi cái gì đó mình gây gổ người ta hoài. Và một cái nữa trong em là em thiếu kiến thức hẹn hò. Thì hai cái đó là hai cái chính. Mối quan hệ này có vẻ như hư, nó có thể chưa hư hết nhưng mà nó đã hư đủ để có thể là nó không thành được cái chuyện tốt nữa rồi. Ok, anh không biết được điều đó, tại vì qua cái em tả thì anh thấy là nó hư nhiều, còn nó hư tới còn hay không anh không biết, tùy vào cái cảm giác rung động của anh ta dành cho em. Hoặc là em có thể có cái quờ tờ giờ nhiều nữa thì nó là tiêu luôn rồi đó. Và cái chuyện đó là nó có vẻ là nó vẫn có thể đi tới hôn nhân sau này, không biết, có thể có những người đàn ông ta vẫn cưới người phụ nữ như tình huống đó. Okay. Tại vì em trẻ tuổi hơn anh ta nhiều, có thể nó có cái giá trị về quờ tờ giờ, nhưng mà cái đó là cái hướng đi mà có tới hôn nhân thì sau này hôn nhân là địa ngục đó. Tức là nếu mà không biết xây dựng, đương nhiên nếu em biết xây dựng thì bây giờ em đã khác rồi. Thì nếu mà đi tới hôn nhân đó, nó thành địa ngục đó. Là cái cảm giác yêu hết rồi bắt đầu ngoại tình, rồi bắt đầu em trách, rồi đầu đau đớn, rồi cái cảm giác bây giờ thì đã tổn thương người ta trong hẹn hò, sau này thành chồng vợ mà anh ta ngoại tình hay là anh ta chỉ có dấu hiệu thôi là em còn thành một cái con người còn khủng khiếp nữa, lúc đó là nó hư nặng. Ok, em nói cho anh thấy là cái hướng thôi. Mà giả sử có đến hôn nhân mà với cái phiên bản này thì không có gì để mừng nha, mà là thảm họa đó. Ok, do đó em hỏi anh là cho em lời khuyên, em phải thay đổi em ở hai cái điểm lớn nhất đó, và cái phiên bản của mình phải thay đổi và phải cho mình cái kiến thức về tình cảm hẹn hò, em thiếu cái đó nhiều. Bố mẹ ly dị ảnh hưởng đến con cái như thế nào chuyện tình cảm ạ? Tùy cái cách ly dị. Ok, nếu mà ly dị theo dạng Kung Fu Panda, tức là bố đánh đập mẹ, mẹ thì rút dao ra rượt bố vòng vòng trong xóm, rồi hai người chửi bới nhau đại loại vậy đó, thì cái ly dị đó nó làm cho ảnh hưởng con cái nhiều kiểu lắm. Có một vài ca mà cái người có những người phụ nữ sau này không đến được với người đàn ông là vì hình ảnh người cha khủng khiếp. Có những người thì người cha bỏ mẹ lại làm cho cái đứa con gái sau này lớn lên luôn lo lắng là người chồng bỏ mình, nó méo theo mỗi kiểu khác nhau. Ok, ảnh hưởng như thế nào ảnh hưởng vậy. Còn nếu như cha mẹ ly dị trong hòa bình và vẫn giáo dục con cái tốt thì nó gần như không có gì xấu cho con. Tuy nhiên tốt nhất nó vẫn là cha mẹ hạnh phúc, là vì cái đó nó củng cố những cái điều tốt đẹp rất là vững vàng. Do đó là cha mẹ ly dị nó còn phụ thuộc vào cái cách ly dị, chứ không phải là ly dị là xấu. Có những tình huống ly dị đối với con cái nha, có những tình huống ly dị là tốt. Giả sử là cha nhậu nhẹt ngoại tình đánh đập mẹ, mẹ từ tối ngày khóc lóc nói con là cha mày là xấu. Em tưởng tượng cái đó mới là khủng khiếp á. Cái đó mà đứa nhỏ nó lớn lên 20 năm nó đúc trong người nó như thế nào, phải không? Cho đó là cái cách họ ly dị mới là quan trọng. Ok, đương nhiên cái ly dị đó là không tốt, nhưng mà trong cái không tốt nó vẫn có thể là ok. Còn có nó có thể là rất tệ luôn. Người phụ nữ có yêu, người đàn ông có yêu người phụ nữ ngay lần đầu gặp mặt không anh? Chắc chắn 100% là không rồi em, không thể được. Cảm giác đó là cảm giác rung động chứ không phải cảm giác yêu. Nó khác chỗ nào đây, nói cho em biết. Cảm giác rung động là một cảm giác, nó cảm giác mạnh hơn cảm giác yêu. Cảm giác rung động á, nó mạnh hơn cảm giác yêu. Nếu mà rung động, có những cái rung động cực mạnh luôn, nhưng mà chắc chắn nó sẽ mất đi sau một thời gian ngắn. Thứ nhất là chắc chắn mất, thứ hai là trong thời gian ngắn thôi. Nó có thể mất trong khoảng 2-3 tháng, có thể mất trong khoảng 1-2 năm. Ok, tùy cái mức độ rung động và tùy cái hành xử của em nữa. Nhưng mà cái lần đầu tiên là chắc chắn không thể yêu được. Cái cảm giác yêu nó phải lập ra sau khoảng 1 tới 2 năm. Nó phải đủ lâu em, tại vì trong người những cái receptor nó cần thời gian để được xây ra. Và cái receptor nó được tạo ra theo cái cơ chế là demand và supply. Tức là cái cơ chế là những cái neurotransmitter đó nó nằm ở những cái đầu dây thần kinh nhiều quá, cho nên cơ thể nó mới những cái đầu dây thần kinh đó nó mới tạo ra những cái receptor để nó nhận cái đó. Hiểu không? Cái cơ chế đó là vậy, cho nó không thể lần đầu được. Ok. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.